Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hãy cùng Phong cập nhật tin tức bóng chuyền mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 14 tháng 7 sẽ diễn ra những trận đấu bán kết của AVC Challenger Cup 2023. Và sau đây, hãy cùng Phong nhận định và xem lại lịch thi đấu những trận đấu đó. Trận bán kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 11:30, sẽ là trận đấu tâm điểm mà người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chờ đợi giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Với tuyển Thái Lan, đội bóng này cũng đang thể hiện một phong độ rất cao ở vòng đấu bảng. Họ đã thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên ngay sau đó, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Hồng Kông Trung Quốc để lọt vào vòng loại trực tiếp. Ở trận đấu tứ kết, Thái Lan đã gặp một thử thách lớn khi phải đụng độ với Indonesia, đội bóng được coi là số 1 khu vực trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, người Thái đã chơi rất hay trong trận đấu đó và giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước Indonesia để chính thức vào bán kết của giải. Còn với đội tuyển quốc gia Việt Nam, đội bóng của chúng ta cũng đang thể hiện một phong độ rất cao. Trước khi bước vào giải đấu, không ai nghĩ là đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam có thể gây nhiều bất ngờ đến vậy. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền chỉ đặt mục tiêu cho những học trò là thi đấu giao lưu, học hỏi, quan sát kinh nghiệm khi thành phần của đội tuyển tham dự giải đấu lần này đều là những vận động viên còn khá trẻ. Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt lên sau từng trận. Ở vòng đấu bảng, chúng ta đã thất bại 1-3 trước một đội tuyển rất mạnh, đó là Australia. Đội bóng này thường xuyên tham dự Volleyball Nations League và Olympic. Ở trận đấu đó, chúng ta đã chơi ngang ngửa với đối thủ trong set đấu thứ nhất và đã giành chiến thắng trong set 3. Sau trận đấu đó, nhiều vận động viên trẻ của chúng ta đã trưởng thành lên rất nhiều như là Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Đinh Văn Duy. Bước vào trận đấu tứ kết, gặp đội bóng chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa. Trong trận đấu này, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ khi chúng ta không có tên trên bảng xếp hạng của AFFB. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa hiện đang đứng 44 thế giới và một lợi thế rất lớn khác đó chính là được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trong trận đấu đó. Nhiều vận động viên trẻ đã chơi bùng nổ như là Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải. Bên cạnh đó là vai trò đầu tàu của đội trưởng Từ Thanh Thuận đã giúp cho đội tuyển của chúng ta giành được chiến thắng và vào bán kết của giải. Ở kỳ SEA Games 32, cả hai đội bóng cũng đã gặp nhau hai lần và thành tích là mỗi đội đã giành được một chiến thắng. Ở vòng đấu bảng, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước tuyển Thái Lan với tỷ số 1-3. Còn trong trận tranh huy chương đồng của giải, Việt Nam đã thắng Thái Lan với tỷ số 3-0. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu cân tài cân sức và hấp dẫn. Hy vọng rằng với tinh thần đăng lên thì đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam sẽ giành được chiến thắng. Trận bán kết 2 của giải sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ là trận đấu giữa tuyển Bahrain và tuyển Hàn Quốc. Với đội tuyển Bahrain, ở trận đấu tứ kết, đội bóng này đã gây bất ngờ lớn khi quần ngã đối thủ rất mạnh, đó là Australia với tỷ số 3-1. Còn với Hàn Quốc, đội bóng này đã không mấy khó khăn để giành quyền vào bán kết của giải. Ở vòng đấu bảng, tuyển Hàn Quốc đã thắng Thái Lan với tỷ số 3-0. Còn ở vòng tứ kết, Hàn Quốc đã thắng Mongolia với tỷ số 3-0. Đây được dự đoán cũng là một trận đấu cân tài cân sức và hấp dẫn và bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Và sau đây, hãy cùng Phong xem lại lịch thi đấu bán kết của AVC Challenger Cup 2023.